Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ đố quý vị và các bạn biết được chiếc xe mà tôi đang quay. Giới thiệu cho quý vị và các bạn đây là chiếc xe gì đấy ạ. Tôi khẳng định một điều là đến 90% nhìn chiếc xe này thì không biết nó là chiếc xe gì ạ. Kể cả ngay cả những anh em thợ lâu năm cũng chưa chắc đã biết được chiếc xe này là chiếc xe gì đâu ạ. Vậy nó là chiếc xe gì thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở cuối clip này nhé. Chỉ biết quý vị và các bạn xem thì quý vị và các bạn cũng đã thấy được đây là một chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ở cái phân dạng SUV và full option rồi. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì đã được trang bị đầy đủ từ khóa thông minh, đèn nổ start top, đèn pha bi xenon, đèn gầm, hệ thống đèn full LED, la răng đúc. Đấy, quý vị các bạn nhìn qua về cái mặt ca lăng này, tất cả đằng trước quý vị các bạn đã thấy đèn bi xenon. Tôi bật lên cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Và option thì chiếc này thì không thiếu một cái gì cả luôn, từ cốp điện và là đá cốp tự động cơ, chứ không phải là cốp bấm nút hay gì, đây là đá cốp tự động. Và trang bị cửa sổ trời panorama toàn cảnh, vừa cửa nóc đằng trước và đằng sau là panorama toàn cảnh. Chắc chắn quý vị các bạn chỉ đoán được chiếc xe này ở cái phân khúc SUV thôi chứ chưa đoán được chiếc xe gì đâu ạ. Để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn thêm một chút nữa về chiếc xe này. Tại vì chắc chắn quý vị các bạn đang rất là tò mò không biết chiếc xe này nó là chiếc xe gì mà nhìn như là chiếc cái xe Range Rover Autobiography ấy. Đây là cái phần nội thất quý vị các bạn, mở cái cánh cửa ra quý vị các bạn cũng đã thấy toát lên một cái vẻ rất là sang trọng rồi ạ. Nội thất màu nâu xen lẫn màu xám nhìn cũng rất là sang. Đây, đồng hồ thì quý vị các bạn cũng đã biết là chiếc xe này được sản xuất năm 2019 và đã chạy được 1.1 km rồi. Tất cả thì còn rất là mới, rất là đẹp. Bây giờ thì chắc chắn là nhiều quý vị và các bạn tinh ý ra thì cũng đã biết được nó là chiếc xe gì rồi đúng không ạ? Chắc chắn quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ. Tôi quay đến đây rồi mà quý vị và các bạn cũng chưa biết nữa thì cũng đến chịu thôi ạ. Vì bây giờ thì nó cũng đã lộ ra một phần nào đó rồi đấy ạ, đúng không ạ? Đấy, option của chiếc xe này thì quý vị và các bạn xem thì nó quá là đầy đủ luôn ạ. Không khác gì một chiếc xe hạng sang của châu Âu ạ. Ghế ra chỉnh điện, đây cái bảng điều khiển lên xuống kính, quý vị và các bạn nhìn thấy ạ, nó đã rất là sang trọng và lịch sự ạ. Không khác gì một chiếc xe sang trọng đến từ châu Âu luôn đấy ạ. Nội thất thì rất là đẹp và chủ xe mới chạy có 1.1 km thôi. Option thì không thiếu cái gì cả. Đây, quý vị và các bạn xem về cái phần tablo, bảng điều khiển, tất cả các thứ rất là đẹp ạ. Và cái màn hình của nó đã được trang bị là cái màn hình Android sẵn rồi ạ. Đầu DVD, camera lùi, không những camera lùi mà còn có cả camera 360 cơ ạ. Camera 4 hướng, cảm biến 4 hướng luôn, đầy đủ hết tất cả rồi. Không thiếu bất kỳ một cái gì cả. Và cái chế độ đi của nó rất là nhiều chế độ đi. Ngồi lên trải nghiệm thì chúng ta mới thấy được là ở một chiếc xe kỳ lạ này, nhưng sao option nó lại nhiều thế. Và đi thì cũng rất ổn ạ. Nhưng mà tôi cũng chỉ trải nghiệm về cái chạy đường phố thôi, chứ còn chạy đường trường thì tôi chưa cảm nhận được. Vì chiếc xe này chỉ được trang bị động cơ rất là nhỏ, động cơ 1.5 lít thôi ạ. Option thì rất là nhiều, rất là đầy đủ và rất là sang trọng. Khóa thông minh, đèn nổ, cửa sổ nóc này, đằng trước là cửa sổ nóc, còn đằng sau là cửa sổ toàn cảnh panorama. Đấy, thưa với quý vị bạn, nếu như ngồi ở trong xe này mà mát trời, chúng ta kéo cái cửa sổ panorama này thì trong xe rất là sáng, rất là thoáng. Phần trên là cửa nóc, còn phần dưới là panorama toàn cảnh, rất là đẹp. Camera 360, khóa thông minh, đèn nổ start top, đèn pha bi xenon, hệ thống đèn là full LED hết rồi. Và cốp tự động là cốp điện ạ. La răng đúc R18. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, ngồi ở trong xe này tôi cảm giác như là ở ngoài trời ấy, vì nó rất là sáng ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp, vì chiếc xe mới chạy có 1.000.000 km thôi. Và chiếc xe này thì tôi mà giới thiệu với quý vị và các bạn về cái phần giá thì chắc quý vị và các bạn cũng hết sức ngạc nhiên mà tại sao chiếc xe nó lại sang như thế mà nó lại giá nó lại rẻ như thế ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn thì ngay sau đây thì tôi sẽ tiết lộ với quý vị và các bạn. Đây chính là chiếc xe Paisi, chiếc xe được sản xuất tại Trung Quốc ạ. Và chiếc xe này nếu như có giá lăn bánh tại Hà Nội là 680 triệu đồng, chỉ 680 triệu đồng thôi là quý vị và các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe Paisi
2019 này. Và chiếc xe này thì bây giờ chúng tôi đang giới thiệu về chiếc xe cũ. Chiếc xe cũ này thì chỉ trên 500 triệu đồng thôi. Chiếc xe mới là có 680 triệu sau khi chạy hơn 1 vạn km rồi. Chủ xe đang muốn bán là trên 500 triệu đồng. Vậy quý vị và các bạn nào quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết nối cho quý vị và các bạn đến gặp chủ xe để mua chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng hiện tại là chúng tôi chưa mua về cửa hàng, vẫn để chính chủ xe đang đi. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào quan tâm đến chiếc xe này thì liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ liên hệ với chủ xe để cho quý vị các bạn cùng xem, để quý vị có thể giao dịch tại cửa hàng chúng tôi hoặc giao dịch tại nhà chủ xe luôn cho nó chính chủ luôn đấy ạ. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, động cơ mới chạy có 1 vạn km thì nó rất là mới ạ. Chiếc xe này là hãng sản xuất là BYC. Đây thưa với quý vị và các bạn, tôi đã cố để đến cuối clip thì tôi sẽ tiết lộ cho quý vị và các bạn chiếc xe được sản xuất tại Trung Quốc, nhập về Việt Nam mình là đăng ký năm 2019, đến nay là đã 1 năm rồi, chiếc xe chạy được 1 vạn 1 km và chủ xe đang mong muốn bán với giá là trên 500 triệu đồng thôi. Chủ xe đã mua tổng thành lăn bánh là 680 triệu đồng tại hãng từ năm ngoái. Vâng, thưa với quý vị và bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn lái thử thì quý vị và các bạn cũng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ liên hệ gặp chủ xe để cho quý vị sắp xếp cho quý vị và các bạn có thể xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.